Vừa rồi là chúng ta đã nói chuyện về cái mặt nạ tô truyền đúng không? Thế là các bạn còn thắc mắc một tí là cái biên của cái đối tượng là nó hơi bị sắc. Đấy, muốn xử lý thì đây trong Illustrator thì nó cung cấp cho chúng ta cái phương pháp để mà xử lý như thế này. Các bạn có thể chọn một đối tượng, sau đó thì các bạn vào trong effect. Trong effect này thì các bạn sẽ tìm tới cho tôi phần stylist và các bạn tìm tới feather. Khái niệm feather thì chắc chắn là các bạn hiểu rồi đúng không? Đó là cái phần mà vùng ảnh hưởng, mà vùng ảnh hưởng thì nó bị mờ. Đấy. Khi chúng ta nhấp vào đây thì các bạn có thể là tạo ra một cái biên mờ là bao nhiêu đó, rộng bao nhiêu thì do các bạn điều chỉnh ở đây đó. Nhấp preview thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biên mờ đó được áp vào cho ảnh như thế nào. Tất nhiên ở đây thì nó không được linh hoạt giống như là Photoshop. Photoshop thì nó sẽ có công cụ để giúp chúng ta giải quyết một số thứ và nó có chiều hướng tốt hơn. Chứ còn ở trong Illustrator thì nó là cái chương trình vector cho nên là nó cũng sẽ có một số hạn chế nhất định đối với các xử lý ở trong cái đối tượng mà ảnh. Đấy, và nó đang đặt cái vấn đề là đi theo cái biên. Đấy, và bây giờ các bạn muốn làm nó bao nhiêu thì các bạn đặt cho tôi cái tham số này, ví dụ cho nhiều nhiều một tí, cho năm này. Đấy. Thì nó sẽ mờ như thế này, thì khi cái biên này mờ thì cái phần tiếp giáp nó cũng sẽ mờ đi thôi. Đấy là một cách xử lý tạm tạm để chúng ta có thể xử lý, hoặc không ngay chúng ta cũng có thể áp dụng như thế này. Chẳng hạn như các bạn vẽ một cái hình như thế này, các bạn cũng muốn là cho nó có cái biên nó không bị sắc quá chẳng hạn. Thế đây các bạn cũng làm tương tự cho tôi, gán cái giá trị feather cho chính cái mặt nạ. Đây, ví dụ tôi có mặt nạ này đó, bây giờ chọn này, edit này, à, xin lỗi, object này, clipping mask này, match đấy, như thế này thì nó sắc đúng không? Đây, chúng ta nhìn nó sắc thì chúng ta chọn chính cái mặt nạ, chúng ta vào effect, chúng ta vào stylist và chọn feather. Khi mà các bạn đặt một cái feather cho nó lớn lớn một chút, ví dụ 5 đi, đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là bản thân chính cái mặt nạ cũng sẽ tạo ra độ nhòe và cái vết cắt này của chúng ta nó sẽ không bị sắc quá. Đấy. Chúng ta cắt một hình bằng mặt nạ giống như thế này, nhưng mà chúng ta bản thân chúng ta gán thêm cái feather vào cho nó. Thế còn để điều chỉnh thì đây, khi mà tôi xin nhắc lại nhé, những cái gì mà nó thuộc về cái thao tác mà các bạn làm ở trong effect ấy, thì đừng bao giờ vào effect xong rồi lại bấm lại vào đấy nhé. Đấy, chúng ta đã làm xong rồi mà muốn chỉnh thì chúng ta vào phần appearance này. Đấy. Tìm thấy cái chỗ mà có cái tên của effect mà đã được sử dụng, bấm vào đây và chúng ta điều chỉnh lại cái tham số ở đây nếu mà chúng ta cảm thấy là không hài lòng lắm về kết quả. Và kể cả trong trường hợp như thế này, các bạn vẽ rồi các bạn cảm thấy mặt nạ này nó không được đẹp lắm, nó chưa được tốt lắm, thì các bạn vẫn có thể điều chỉnh nó như là điều chỉnh đường path thôi. Sử dụng cái công cụ Direct Selection này, đây, bấm vào cái này và bằng việc các bạn bấm vào các cái điểm điều khiển, các điểm neo này, các bạn có thể là điều chỉnh cái mặt nạ làm sao cho nó chạy theo đúng cái chiều mà mình mong muốn. Đấy, thì đây là cái cách mà các bạn có thể là sử dụng để mà che chắn hoặc là xử lý một số phần nào đó các bạn không muốn cho nó hiển thị.